Thưa đại chúng, ở trong đời sống hàng ngày á, bất cứ mình đi đâu và làm gì, nếu mình luôn có được những người đồng hành trợ duyên cho mình thì đó là một cái duyên lành của mình. Thí dụ mình làm ăn mà có một cái người đồng nghiệp chia sẻ với mình, hay thậm chí họ không phải đồng nghiệp với mình nhưng mà họ trợ duyên cho mình, thì cái đó cũng là một cái phước, nó cho mình một cái năng lực, một cái sức mạnh, một cái sức mạnh để chúng ta cố gắng thành tựu công việc của mình. Thì các thầy đi xuất gia cũng vậy, nếu mà mình khởi tâm cái liệt hành đạo mà mình không có những vị thiện tri thức thì để hỗ trợ cho mình trong công việc này thì nhất định không thể thành. Ví dụ Pháp Hòa đến đây bằng tất cả thiện chí, nhưng nếu Pháp Hòa không có được sự trợ duyên của từng vùng thì Pháp Hòa không thể làm được những công việc như tâm nguyện của mình. Vì vậy cho nên cái điều kiện đầu tiên á, để chúng ta thành tựu được cái công việc của làm của chúng ta, nhất là trong cái đời sống tu tập, thì chúng ta phải có thiện tri thức. Tu tập á, nó không có nghĩa là mình phải làm một cái gì rất là đạo, nhưng mà chính cái tu tập nó là cái món ăn tinh thần để nó điều phối, nó điều phục lại cái thân tâm của mình. Mà khi mà thân tâm của chúng ta được bình an đó, thì cuộc sống hàng ngày của mình, cái sự chăm sóc con cái, sự dạy dỗ con cái, sự chăm sóc gia đình, sự quan tâm vợ con, quan tâm chồng con, quan tâm người thân của mình, nó có một cách chánh niệm ở trong đó. Mà chúng ta giảm đi những cái hành, những cái hình thức chúng ta làm khổ nhau. Tại vì chúng ta luôn luôn đề xướng cái tiêu đề là hạnh, làm hạnh phúc cho nhau. Đâu có một người nào đến cầu hôn với một cô thiếu nữ mà nói anh muốn cưới em làm vợ để làm khổ đau cho em, không, hay là nó là để khổ đau cho nhau, mà luôn luôn nói mình đến để mình làm hạnh phúc cho nhau. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ nói cái ý, cái chữ hạnh phúc mà chúng ta không, chưa nhận chân hạnh phúc là gì hết. Thật ra vì vậy mà có thể trong cuộc sống, hay là vì chúng ta quá nghĩ cái hạnh phúc đó, rồi khi chúng ta đi vào cuộc sống thì nhiều cái chi tiết trong cuộc sống như là công ăn, việc làm, tiền bạc, đời sống, nó chi phối và nó làm mình mất đi cái hạnh phúc mà chúng ta đang có. Thì chúng ta nóng nảy, chúng ta không còn đủ tự chủ để chúng ta nhẹ nhàng trong từng lời nói, nhẹ nhàng trong từng cái việc làm của mình. Tại vì cuộc sống nó rất nhiều cái chi phối, không phải chúng ta chỉ có đi làm không, mà trong sở làm nhiều khi nó không thuận lợi như ý mình, rồi lại có những cái chuyện xảy ra và đời sống rất là căng thẳng. Rồi con cái mỗi ngày nó mỗi lớn lên, nó không còn dễ thương, nó không còn dễ dạy như là hồi đó nó nhỏ nữa. Nó cũng làm cho mình một phần bị căng thẳng, và từ đó nhiều thứ nó xảy ra trong cuộc sống này. Vì vậy mà một Phật tử đó, đây mình nói riêng, gọi là nếu mình là một Phật tử gọi là tu tập, nhưng sự tu tập này nó không phải hạn hẹp ở trong Phật tử. Chữ tu tập, tập là gì? Là mình kết lại. Tu là mình chuyển đổi. Như vậy tu tập nó không dành riêng cho Phật tử, mà tất cả những ai trong cuộc sống này muốn cuộc sống mình khá hơn, tốt hơn thì đều phải có cái quan tâm đến sự tu tập của mình. Tức là mình làm sao mình huân tập một cái tốt, mình thay đổi những cái xấu, gọi là tu tập. Cái gì tốt thì mình tập. Tập tức là mình huân lại, mình gom nó lại. Đó. Còn tu là mình chuyển đổi, là thay đổi. Như vậy cái gì nó đã tốt cũng cần tu, chỉ cần giữ nó thôi. Đó. Thí dụ Pháp Hòa ví dụ như là cái nhà của mình lúc nó một miếng đất hoang thì bắt đầu mình phải xây dựng. Nhưng mà xây dựng xong rồi á, mình phải clean up, dọn dẹp, duy trì nó. Có thể nó sẽ 20 năm sau nó mới hư. Thì chừng đó bắt đầu tu bổ, tu sửa. Chiếc xe cũng vậy, cơ thể một con người còn trẻ cũng vậy. Lúc mình trẻ không có bệnh gì hết á, ăn uống thoải mái, lỗ tai còn nghe tốt, mũi còn ngửi tốt, chân đi rất tốt,
khiêng vác rất tốt, nói chung là một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng mà trong vài mươi năm sau, 40 năm sau thì bắt đầu nó có thể nó yếu dần, thì chừng đó bắt đầu phải lo uống thuốc, lo tu bổ. Vậy thì chữ tu là chỉnh sửa, chữ tập là mình kết tập. Những cái gì hay thì mình kết tập lại. À, giống như một cuốn sách đó, từng trang giấy gom lại ta kêu một cuốn tập. Vì nó sự kết hợp. Thì chúng ta cũng vậy. À, tu là mình chỉnh sửa. Thì cái chuyện đầu tiên để mà trợ duyên cho cái bước đường tu tập của mình thì chúng ta cần có những vị thiện tri thức. Ở đây một cộng đồng nhỏ cho là vài trăm người, nhưng mà nếu như mà mình giữ được cái sự tu tập đó mà có được một vài người bạn cùng chí cùng tu với mình, mặc dù không có chùa hay là không có một cái đạo tràng của người Việt nào hết, nhưng ở nhà mình nỗ lực mình tu tập và trợ duyên cho nhau tu tập, cái đó vẫn là thiện tri thức. Tại vì thiện tri thức nó có ba loại: đồng hành thiện tri thức, ngoại hộ thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức. Vợ chồng là đồng hành thiện tri thức đó, chồng vợ cùng phát tâm tu tập với nhau, và vợ chồng cũng có thể là giáo thọ thiện tri thức của nhau, tại vì giúp đỡ, nâng đỡ nhau, nhắc nhở nhau trên con đường tu tập. Có nhiều khi mình mời chồng ra ngoài một buổi tiệc vui quá, mình có thể nói những lời nó hơi đi xa, về nhà vợ có thể nhắc nhắc nhở để làm gì, để mà mình thắng lại. Tại có những lúc mình vui quá cái mình quên, mình có thể những câu nói chơi nó hơi đi xa có thể làm cho người khác buồn, hay là va chạm vào cái tự ái của người khác, cho nên mình làm gì mình không có cái lỗi. Ngược lại vợ cũng có thể như vậy, cho nên chồng có thể nhắc nhở, rồi con cái mình nó có thể như vậy, cha mẹ có thể nhắc nhở. Cho nên mình sống với nhau đều là đồng hành thiện tri thức, rồi nhắc nhở với nhau gọi là giáo thọ thiện tri thức. Còn những cái gì mà mình cần mình trợ giúp cho nhau gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Đó. Thí dụ như quý thầy đi giảng thì cũng phải có những vị thiện tri thức như ngoại hộ, cần giúp cho ly nước, cần tổ chức cái này làm kia, quý vị ngoại hộ. Đó. Pháp Hòa đến đây, chỉ đến là sinh hoạt, toàn tất cả trước đây là quý vị phải lo đi kiếm chỗ, đi mướn hò, rồi sắp xếp, rồi thông báo, rồi phân phối ai làm thức ăn, ai làm này làm kia, mặc dù chỉ một buổi sáng sinh hoạt, nhưng nếu không có những cái sự trợ lực trợ duyên đó chúng ta cũng không thành tựu được. Cho nên đời sống hàng ngày chúng ta rất cần một thiện tri thức. Mình kết hợp làm chồng làm vợ theo cái nghĩa thế gian làm chồng làm vợ, nhưng hãy chuyển hóa làm cho cái tình cảm vợ chồng nó nâng cấp lên. Bây giờ không phải là một cặp vợ chồng bình thường như thế gian, mà mình là thiện tri thức của nhau. Mà nhận nhau làm thiện tri thức của nhau rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái đời sống của mình đó, nó thánh thiện. Vợ chồng có giận nhau cỡ nào cũng sẽ không nói những lời thô, tại vì vẫn quý trọng người đó là một thiện tri thức của mình. Thiện là gì? Thiện là khéo, tri là biết, thức là hiểu. Người đó khéo biết mình và hiểu mình chính là thiện tri thức. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay Pháp Hòa mới gặp quý vị thôi, thì gọi là biết nhau không? Biết. Nhưng mà mình chưa chưa gần với nhau nhiều cho nên chưa có hiểu nhau. Nhưng mà vợ chồng sống với nhau là biết nhau và hiểu nhau, chứ gọi là tri thức. Ở đây người Việt sống gần với nhau. Ví dụ như hồi nãy trên xe đi chở Pháp Hòa có chú Thái, chú Phúc, hai chú ở đây từ năm 80 mấy tới bây giờ, ở đây mấy chục năm, chơi thân với nhau. Đó, hai vị đó là tri thức của nhau đó. Chẳng những biết nhau mà còn hiểu nhau nữa. Nhưng mà mình biết nhau, mình hiểu nhau để mình làm hạnh phúc cho nhau gọi là thiện.
Nhưng mà ngược lại, nếu biết nhau, hiểu nhau mà làm khổ nhau thì chữ thiện nó được đổi thành ác. Thay vì thiện tri thức là ác tri thức. Nó cũng có những dạng ác tri thức. Thí dụ người ta biết biết cái anh đó, hiểu luôn ảnh luôn, tánh anh đó tham lắm. Không, thành thử ra nếu mà người đó muốn hại mình thì sẽ làm những cái hình thức nào đó, tạo những cái câu chuyện nào đó để đưa mình vào cái con đường ham danh, ham tiền, để mình đi vào cái đường lao lý. Hoặc là biết tánh mình nóng nảy lắm, tôi mà chỉ cần biết cái tánh nóng đó, cho nên họ nói một hai câu là mình phừng lửa lên liền. Mà luôn luôn làm cho mình sống bằng một cái trạng thái của bực bội, khó chịu. Đó là ác tri thức. Nhưng mà ngược lại, thí dụ người vợ biết tánh chồng rất nóng, cho nên luôn luôn không nói những cái gì để chồng nóng nảy. Hoặc là biết tánh chồng không ưa cái người đó, cho nên nói chuyện gì cũng né, không có nhắc cái người đó. Hoặc là nếu có nhắc đi nữa, nhắc cái như thế nào để chồng không có nổi cơn bực bội, thì cái người vợ đó là thiện tri thức của chồng. Biết tánh chồng nóng nảy, cho nên không bao giờ nói những cái gì để làm cho tánh chồng có thể bực bội thêm lên. Ngược lại, người vợ có những cái gì đó mà không vui, người chồng cũng không né, không làm, không nói, để cho người vợ không khó chịu. Cho nên hàng ngày mình sống, mình quan tâm cho nhau, mình biết nhau cái gì thích, cái gì không thích, để chúng ta tránh né cho nhau, để không làm cho nhau khổ, thì cái người đó là thiện tri thức của mình. Quý vị cứ tưởng tượng sống một ngày 24 tiếng mà giận hết 12 tiếng rồi, mà suốt quanh năm vậy sao chịu nổi. Cho nên mình sống với nhau, mình gần gũi nhau, mình rất cần một thiện tri thức. Mà hãy nên làm một thiện tri thức của nhau. Biết nhau cái gì không ưa, đừng có chế chấp, để cho cái hạnh, đừng để làm cho cái hạt giống buồn bực của người đó nó không tăng trưởng. Như vậy thì mới sống đời ở kiếp được. Như vậy thì người đó mới đủ cái năng lực sức khỏe mà sống được. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa đi giảng suốt, đi thì mất sức, đi travel, đi máy bay, ngồi chờ đợi, rồi xe cổ, sức lực nó cũng hao mòn chứ. Rồi đến đó rồi phải giảng thuyết, rồi phải tiếp xúc. Đi ra ngoài thì rất là nhiều việc phải làm. Nhưng rồi khi trở về chùa, ôi cha, đệ tử thế này thế kia, làm cho mình thêm khổ sở nữa. Đi ra ngoài cực khổ, về nhà thì khổ tâm. Thì như vậy làm sao sống nổi? Đó, mình nói ví dụ vậy. Thì nếu mà người đệ tử ở trong chùa đó mà biết như vậy, cố gắng sống hài hòa, làm những cái công việc chăm sóc chùa viện để thầy yên lòng, thầy đi làm chuyện hoằng pháp lợi sinh, thì khả dĩ thầy còn sống lâu thầy làm việc. Chứ còn không là đi ra ngoài lao lực, về nhà lao tâm. Kiểu này riết lao đầu chết. Thì Pháp Hòa ví dụ đời cũng như đạo. Mình ở trong đời với nhau cũng vậy. Cho nên mình đề xướng một cái tiêu chí, mình hạnh phúc cho nhau. Nhưng chúng ta hãy tư duy, hãy quán chiếu, chúng ta làm hạnh phúc cho nhau bằng cách nào. Làm cách nào, chứ không phải chỉ một câu nói đó. Thậm chí mình mang tiền về, mình đi làm mang tiền về, mình mới trợ duyên cái phần vật chất thôi. Nhưng có nhiều khi cái người sống trong nhà đó đó, họ không phải chỉ cần cái vật chất, mà họ rất cần sự quan tâm của mình. Con cái trong nhà như thế nào mình không biết. Thậm chí vợ mình có những cái đau bệnh mà chưa được nói với mình cũng không quan tâm, vân vân. Thành thử ra mình làm thiện tri thức. Thiện là khéo, tri là biết, thức là hiểu. Biết người đó mà hiểu người đó mới gọi là tri thức. Nhưng nếu biết và hiểu người đó và luôn luôn làm cho người đó sống trong cái tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng, cái đó gọi là thiện. Nhưng ngược lại, hạch sách người đó, làm khổ người đó thì cái đó gọi là ác. Chữ ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là tổn giảm. Ác nghĩa là tổn giảm. Mình làm tổn giảm sức khỏe tinh thần của người đó, chứ không nhất thiết phải cầm dao giết người. Chữ ác nó không có nghĩa là mình làm cái gì mà gọi là tày trời mới kêu là ác,
mình sống với nhau, mình làm tổn giảm cho nhau từ tinh thần, bằng tổn giảm hạnh phúc khổ cho nhau bằng lời nói, bằng hành động đều là ác hết. Cho nên cái việc đầu tiên chúng ta cần có là thiện tri thức. Mình cần có một thiện tri thức, và bản thân mình cần làm một thiện tri thức của người khác. Mình cần một thiện tri thức và mình sẽ làm một thiện tri thức của người. Cái việc đầu tiên là có cần thiện tri thức. Thứ hai là thỉnh thọ giáo pháp, tức là mình làm gì thường xuyên. Chữ thỉnh là mời. Thí dụ như là mỗi lần mình mời quý thầy trong chùa dùng chữ thỉnh, thỉnh thầy dùng cơm, thỉnh thầy thuyết pháp, chữ thỉnh là mời. Giống như mình thắp hương mình thỉnh Phật chứng minh à, thì thay vì mình nói mời thì mình dùng chữ thỉnh vậy thôi. Nhưng mà thật sự mình mời bằng tiếng Việt cũng chẳng sao, không có gì lỗi hết á. Bất quá là mình một cái là mình dùng tiếng âm Hán Việt, một cái mình dùng thẳng tiếng Việt Nam. Cái gì mình thoải mái mình cứ dùng. Con mời thầy cũng được. Còn hôm nay con rằm, con nấu chè, con mời Phật về dùng cũng được. Cái đó tâm của mình. Đó là cái hành động biểu tượng của tâm. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nghe Pháp. Trong cuộc sống á, mỗi ngày á, nó đều có những cái hay. Hồi sáng này Pháp Hòa có, trước khi đi Pháp Hòa có nhắc một em trẻ: con ráng học nha. Mỗi một cái trang giấy mà người ta viết á, thí dụ một quyển sách đó, mỗi một trang sách đó ít nhất sẽ có vài chữ, vài câu để mình có thể học hỏi từ cái trang sách đó. Đời người của chúng ta mỗi ngày nếu chúng ta muốn, chúng ta đều sẽ lượm lạc được những cái hay trong ngày đó. Mỗi một trang sách phải có một vài chữ, vài câu trong đó mình phải lượm lạc được. Mỗi một ngày chúng ta sống, chúng ta có thể có được một vài điều hay chúng ta lượm lạc được. Cái đó là gì? Đó là giáo pháp. Tại vì chữ giáo là dạy, nhà Phật gọi là pháp, pháp là con đường, là lẽ thật, là chân lý. Mình muốn đi phải biết đường, muốn làm phải biết cách. Bất cứ làm cái gì, thậm chí thỉnh một cái chuông, thỉnh một tiếng chuông cũng phải biết cách thỉnh, nếu không thì tiếng chuông nó không phát hay. Cắm một bình hoa phải biết cắm, không thì bình hoa cắm không đẹp. Dù chỉ là nấu một gói mì nhưng không biết nấu mì đâu ngon. Hay là bắt nồi cơm lên nấu mà không biết nấu cơm không chín. Cho nên bất cứ việc gì nó đều có công thức của nó hết. Thì chúng ta học cái công thức gọi là nghe pháp chứ không có gì hết. Vậy nghe pháp không phải tu. Nhưng muốn tu không thể không nghe pháp. Tại vì nghe mới hiểu, hiểu mới ứng dụng đúng. Cho nên đệ tử Phật à, đó là nói riêng, còn nói chung trong cuộc sống mỗi người chúng ta mỗi ngày chúng ta đều mở lòng ra để chúng ta học những gì cần học. Đại chúng nhớ nha, cái học nó nhiều dữ lắm, nhưng mà cái gì cần chúng ta học, học cho bản thân. Ví dụ bây giờ mình là một người mới qua Canada thì có rất nhiều thứ mình cần học mà nó liên quan đến đời sống mới của mình. Học tiếng Anh, học cách sống của người phương Tây, học cách giao tiếp, học cách thích ứng với đời sống mới. Thậm chí bây giờ học qua đây rồi thì cha mẹ các bậc lớn tuổi cũng phải học cái đời sống mới để chi? Để thông cảm cho con cái. Không còn bắt buộc con cái như hồi Việt Nam. Thì ở Việt Nam khác, bây giờ qua đây con cái nó bận rộn dữ lắm. Ở Việt Nam mình đi làm còn có ngủ trưa chứ đây làm gì có ngủ trưa. Ở đây là không có chuyện ngủ trưa rồi đó. Và thậm chí là đi làm cho người ta mà giờ nghỉ mấy phút là mình nghỉ mấy phút thôi. Muốn xin nghỉ đâu phải dễ, mà xin nghỉ phải có lý do, vân vân. Thành thử ra rồi cha mẹ ít có được cái sự quan tâm chăm sóc của con cái như ở Việt Nam. Mà mình đã đến đây rồi thì mình mở lòng chấp nhận,
Và cái gì nhỏ nhỏ bỏ qua được tốt. Và mình thích ứng để chi? Để con cái không phải nặng lòng. Mặc dù con cái rất thương hiếu thảo mình, mà nếu được sự thông cảm cho mình thì mình làm cho con cái nhẹ nhàng, nhẹ lòng, yên chí mà đi làm, vì có được sự cảm thông của cha mẹ. Rồi con cái cũng hiểu được cái tâm trạng của cha mẹ ở xứ người. Qua đây giống như là bốn bức tường, không biết tiếng Anh, không đi đâu được. Mùa đông bước ra thì nó lạnh, nhưng mùa này nó đã lá lạnh rồi à, mà tiếng Anh thì không biết nói, đi đâu phải dễ được nữa. Cho nên mình cũng mở lòng trở lại, mình hiểu thông cho cha mẹ à, rồi những cái lúc mà mình được rảnh chở đi đây đi kia để khuây khỏa, mặc dù không đi đâu được, chứ mà đi chợ, đi búa, đi vòng vòng cũng để khuây khỏa một chút, thoải mái chân tay một chút. Mình sống là mình học, mà mình học cảm thông cho mỗi người, vì cũng như mỗi người đang cảm thông cho mình. Tại vì cuộc sống nó phải hai chiều chứ không thể một chiều được. Quý vị cứ thấy không? Bên này là đèn đỏ dừng thì bên này đèn xanh đi. Hễ bên này đèn xanh đi thì bên này đèn đỏ phải dừng. Một cái four way stop thì ai dừng trước thì phải nhường nó để mà đi. Còn nếu mà mình gặp cái bảng bảng yêu thì mình phải chậm lại. Tất cả đều có những cái signal, có những cái bảng, có những cái chiều của nó hết. Mình nghĩ mình dừng chiều này nhưng mà để chiều khác thông, chiều khác dừng để chiều của mình được thông. Cuộc sống nó là phải vậy. Cho nên nếu mà bốn phía đều đèn đỏ hết thì cuộc sống nó bế tắc, mà bốn phía đều đèn xanh hết thì thế nào cũng đụng nhau. Cuộc sống nó phải vậy. Đừng nghĩ rằng á, tại sao tôi phải thua lỗ với người kia. Không, cuộc sống có gì thua lỗ hết á. Mình là người thân với nhau, mình nhường nhau một chút, mình hy sinh với nhau một chút, mắc gì thua lỗ. Mà nếu chúng ta sống với nhau, làm chồng với nhau, làm vợ với nhau, làm chị em với nhau, mà cứ đặt cái vấn đề thua lỗ của người đời thì mình đâu phải là bà con muốn thuộc. Mà sống không có gì thua lỗ hết. Cái quan trọng là cái đó không phải là thua lỗ, mà là cái đức biết nhường nhịn, cái đức biết nhẫn nại, cái đức khiêm cung, cái biết bước nhường người. Tại vì người được thì mình giảm. Mà thưa đại chúng, cái gì làm cho mình được như vậy? Cuộc đời này rồi ai cũng sẽ sống. Quan trọng là mình sống như thế nào để không thẹn lòng ra đi. Đó là cách Pháp Hòa thường suy nghĩ và tu tập. Nhiều khi mình thấy mình bị ép á. Ví dụ mình nói mình bị chơi ép á. Đó là thế gian nha. Nhưng mà suy nghĩ lại, kệ. Ai sống sao cũng được, mọi người rồi cũng đi tới chỗ cuối. Mình sống như thế nào để khi mình nằm xuống, mình nhắm mắt, mình ngủ mỗi đêm thôi, mình cảm thấy cuộc sống mình bình an, mình không có làm những cái điều gì quá đáng đi để mà đến nỗi hại người, làm khổ người. Mỗi đêm mình làm việc đó thôi, chưa nói đến cái cước cận tử nghiệp. Mình nằm bệnh trên giường rồi bao nhiêu cái hình ảnh mà chúng ta sống làm khổ đau cho người này, thương hại đến người khác, nó sẽ quay lại, nó làm khổ mình. Rồi cái nghiệp lực đó nó sẽ đưa mình đi đến những chỗ đau khổ khác nữa. Chi vậy? Đâu cần. Cho nên thường Pháp Hòa làm gì trong cuộc sống mình không có những cái lúc như vậy. Nhưng thôi, mình cứ luôn luôn mình suy nghĩ, đã là con người với nhau, sống với nhau thì phải có hy sinh. Cái đó là cái đức hạnh của người, đức hy sinh, chứ không có phải thua lỗ gì đâu. Thí dụ bây giờ nè, con mà nó đi học về khuya, nó đói bụng, mình thấy mình không nỡ, đêm nào cũng bắt nó phải nấu một gói mì nó ăn, nó đi mua thức ăn ngoài đường, cho nên mình canh nó về, cái mình ngồi dậy mình nấu cho nó một miếng ăn. Mình làm mẹ nó mà sao mình khổ dữ vậy. Nó đi khuya về nó còn hành xác mình nữa. Mình nghĩ như vậy cái tự nhiên bao nhiêu cái bực bội nó trồi lên. Nhưng nếu mình nghĩ mình được dạy, mình nấu cho con một bữa tối nó ăn, phải ấm áp cái tình mẹ con không? Nó đi là học về khuya, mình nấu ăn cho con để nuôi dưỡng cái tình cảm mẹ con. Nó đi đâu nó cũng nhớ cái hình ảnh đó.
Nếu mà con đi hết vòng quả đất tròn, người thương con và trông con mỏi mòn, không ai ngoài mẹ. Cái đó đâu có gì đâu mà phải lỗ lã đâu. Đó là một sự hy sinh mà rất đẹp. Mình nuôi dưỡng cho trong lòng một đứa con một hình ảnh một người mẹ. Không phải là mình đóng kịch, tại vì mình làm bằng tất cả tình thương của mình. Cái đó có gì đâu mà lỗ lã. Thành thử ra vợ cũng vậy, chồng cũng vậy. Tại sao mình làm vợ mà mình phải chịu cái cảnh khổ như vậy? Ổng thì như thế này thế kia, hay là ngược lại bả thì như mình cứ làm đi. Nếu mà cái người đó họ chưa có nhìn ra được á, với cái cách sống dễ thương đó của mình, thế nào mà cũng làm tan đi một trái tim băng đá đó của người kia. Còn nếu chưa được nữa đó thì ít nhất mình cũng sống tròn cái bổn phận của mình. Tại vì mình sống, mình đã nhận nhau bằng một cái danh rồi. Hỏi anh với chị có danh phận gì không? Dạ, danh phận của chúng tôi là vợ chồng. Vậy thì danh của anh là chồng, sống tròn bổn phận chồng gọi là danh phận. Danh của mình là vợ, sống tròn bổn phận là danh phận. Thầy phải, người tu phải sống tròn bổn phận của người tu là danh của người tu. Hỏi thầy là gì? Tôi là tỳ kheo, tôi là tu sĩ Phật giáo, thì phải sống tròn cho cái bổn phận của mình. Cho nên tiếng Việt Nam gọi là danh phận. Đã có danh thì phải có bổn phận. Mà danh gì thì bổn phận này. Hỏi con đang là gì? Dạ con là học sinh. Thì con phải ráng làm tròn bổn phận của một học sinh, là lo đi học chứ không phải chơi game nhiều. Lo đi, cha mẹ đưa con qua đây để làm gì? Để gia mẹ cho con qua đây đi học, gửi tiền qua cho con đi học, gửi tiền qua cho con đóng tiền nhà con ở, mua thức ăn con ăn, đủ thứ chi phí hết, mà con không ráng con học là con không làm tròn cái bổn phận của con. Cha mẹ làm tròn bổn phận của cha mẹ là cho con đi học, ở nhà làm cực khổ, dành dụm tiền bạc gửi qua đây cho con đi học, cho con có cuộc sống tốt, mà con cha mẹ đã làm tròn bổn phận của cha mẹ, mà con không làm tròn bổn phận của con khi ra ngoài này với cái danh nghĩa là du học sinh, thì con có lỗi với cha mẹ và mình không làm tròn được cái bổn phận đó. Mà ngay bây giờ cái bổn phận nhỏ nhất của mình là chỉ lo đi học, mình làm chưa rồi mai mốt có chồng có con có vợ lấy gì sống nổi với cái danh phận đó nữa. Tại vì cái nhỏ mà làm chưa rồi, làm sao mình sống được cái lớn? Mà danh phận với tự thân còn chưa được thì làm sao mình sống tròn bổn phận với người khác được? Mình sống tròn cái bổn phận của mình thì tự động mình sẽ tròn với bổn phận khác được. Cho nên đó, khi mà đi khai thị cho người sắp mất, Pháp Hòa hay dùng cái câu: bác đã làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ, một người chồng đối với vợ, một người cha đối với con, một người ông đối với cháu, và một người bổn phận của một người thân đối với những người thân của mình. Thôi bây giờ bổn phận mình đã xong, duyên đời mình đã mãn, chấp nhận xả ly. Tại vì mình đến cuộc đời này mình đều nhận một cái thiên chức hết, mình là một người con hết, hay nói rộng lớn là một con người. Ngoài mình làm con của các người khác, mình còn có một con nữa, đó là con người. Thì hãy sống như thế nào để tròn bổn phận của một con người. Mà bổn phận của một con người là không làm ác, ráng làm lành. Thế thôi. Bây giờ quý vị nghĩ coi có phải mình ai cũng phải có một cái bổn phận đầu tiên của chính mình là một con người không? Đó. Thật ra mình nhiều con lắm á. Mình làm con đủ thứ, con của ba, con của mẹ, nhưng mà mình cũng là một con người. Mà một con người thì phải sống đúng với cái bổn phận của một con người. Đó là không làm các điều ác, ráng làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Mà nếu mình không học cái giáo pháp thì làm sao mình biết được đường nào để chúng ta bỏ ác làm lành. Cho nên nhà Phật đề xướng
10 cái thiện nghiệp giúp chúng ta sống bỏ ác làm lành. Khi chúng ta học xong, chúng ta tư duy cái nghĩa lý mà chúng ta học. Đó, thí dụ hôm nay những gì Pháp Hòa chia sẻ, hay xưa giờ Pháp Hòa chia sẻ, hay là tất cả các thầy chia sẻ trên băng giảng, mình có thể mình nghe, mình tư duy. Như ngày hôm qua Pháp Hòa nhận một lá thư của một bạn trẻ, năm nay mới 20 tuổi thôi. Cái lá thư viết rất thấm thiết và chia sẻ mọi cái bế tắc, những cái hụt hẫng, những cái sụp đổ, những khổ đau trong cuộc đời, dù chỉ mới 20 tuổi. Mà bạn nói rằng nếu trong thời gian qua con không có được những bài giảng của thầy và của các thầy, bây giờ con không biết con đang trôi dạt về đâu, cuộc đời của con sẽ làm khổ mình và khổ người như thế nào. Cho nên đời cần lắm những bậc thiện trí thức. Và quý vị cũng đừng nghĩ rằng chỉ có các thầy mới có thể làm chuyện đó. Trong gia đình của mình vẫn có thể là một người thầy của con mình, của anh chị, của người thân mình được hết. Muốn được như vậy thì tự thân chúng ta nỗ lực học giáo pháp, tư duy giáo pháp và hành giáo pháp. Tại chỉ có khi nào chúng ta có học, có tư duy, có hành thì chúng ta mới thành tựu được. Cũng giống như một người học sinh vậy đó. Vô lớp học bài, làm bài. Học sinh mà vô lớp không học bài phải gì có điểm đó. Mày vô lớp rồi ngồi học mà không chịu làm bài lấy gì có điểm? Cho nên phải làm bài, đi thi thì mới có điểm, mới ra trường được. Cho nên Phật dạy trong kinh, trên thế gian có những dạng người quý đó. Người nói pháp quý, nhưng mà người nói pháp không quý bằng người nghe pháp. Tại ông nói con mình ông nói, mà nếu mà ngàn người nghe có phải ngàn người đó quý không? Cho nên người nói pháp không quý bằng người nghe pháp. Người nghe pháp không quý bằng người hiểu pháp. Tại vì nghe là một việc, hiểu không là một việc nữa. Rồi người hiểu pháp không quý bằng người hành pháp. Rồi cuối cùng á, trên đời có hạng người thứ năm là người biết tri ơn và báo ơn. Phật dạy trên đời có năm dạng người quý: người nói pháp, người nghe pháp, người hiểu pháp, người hành pháp, người tri ơn, báo ơn. Tri ơn là gì? Nhận diện những cái ơn. Báo ơn là gì? Trả những cái ơn mình ghi nhận. Đó, ví dụ một học sinh tri ơn cha mẹ, phải ráng sống như thế nào để đền ơn cha mẹ, những cái hoài vọng của cha mẹ. Và các con, các bạn trẻ đó, có một cái phước lớn. Thời trước muốn đi du học đó, đâu phải dễ. Thời này, thứ nhất ở đây người ta mở cửa, thứ hai cha mẹ mình có hoàn cảnh, mà các bạn biết là cha mẹ hy sinh nhiều lắm đó. Dành dụm đi làm ở Việt Nam cực khổ, dành dụm để đủ số tiền hàng năm gửi qua đây cho mình. Có nhiều khi mình xài tiền mà quên tri nguyên cái nguồn tiền từ đâu. Uống nước phải nhớ nguồn là vậy. Ẩm thủy tư nguyên, bốn chữ đó. Uống nước nhớ nguồn. Ẩm thủy tư nguyên, uống nước phải nghĩ đến nước này từ đâu. Cho nên nhớ được cái nguồn đó từ đâu thì trân quý từng giọt nước mình uống. Mình xài tiền cũng vậy. Cho nên ở chùa Phố Hòa hay nhắc các thầy lắm, mỗi khi mình làm một việc gì, mình ăn một món ăn gì, đừng cầm lên ăn không, nhìn biết bao nhiêu công sức cực nhọc ở trong đó. Có nhiều khi một ly cà rem mình ăn 5-7 đồng, ngon, ngọt, trong vòng vài phút. Nhưng mà 5-7 đồng đó có thể người ta làm một tiếng đồng hồ mới kiếm được 7 đồng bạc đó.
Pháp Hòa nhớ cách đây hơn 30 năm. Khi Pháp Hòa đến 36 năm trước. Khi Pháp Hòa đến Canada này. Mẹ Pháp Hòa đi làm có 3 đồng giờ chứ nhiêu. 3 đồng một tiếng đồng hồ. Rồi từ từ lương mới lên tới 5 đồng. Mà thời đó mà ai đi làm mà 8 đồng một giờ đó, trời ơi là tiền, mình cảm thấy là tiền nó lớn dữ lắm. Hồi đó quý vị biết đi superstore, đi chợ đó, đẩy ra một cái xe đầy đồ ăn luôn, 50 đồng. Bây giờ 50 đồng mình cầm không có gì hết. Nhiều khi đi vô Tim Hortons không, lấy vài ly cà phê, vài cái bánh ngọt là ra 50 đồng bay cái vèo. Phải không? 30 mấy 40 năm trước 50 đồng nhiều lắm. Xăng có 25 cent lít rồi. 35 cent. Hồi đó vào Pháp Hòa để dành được 14 đồng tiền Canada là đổi được 10 đồng tiền Mỹ. Đi vô ăn một viên kẹo 50 cent cũng không dám. Vì mình nghĩ mình để dành tiền để gửi về Việt Nam giúp cho người nghèo. Hồi đó mình nuôi một em học sinh một tháng có 10 đô thôi. Thành thử mình nuôi một người, mình nhận nuôi một em tháng 10 đồng. Bây giờ 10 đồng uống ly nước à, bây giờ mấy đứa trẻ mà nó vô mấy cái tiệm mà bubble tea, trà trân châu. Hồi Pháp Hòa mới qua mùa hè đi chơi với mấy bạn Việt Nam, mỗi sáng là chỉ cần trong túi một đứa có một đồng thôi là đủ ăn bữa trưa. Vô McDonald's á là đủ một bữa trưa ăn đông bát thôi. Bây giờ một đồng không có gì hết đó. Viên kẹo, hai viên kẹo là cùng. Cho nên mình mới thấy mình dùng mỗi một cái đồng tiền đó, nó không phải từ trên trời nó rơi xuống, nó không phải từ dưới đất nó đi ra, mà nó từ sự dành dụm của mỗi người. Cho nên khi mình mở nước lên, có bài kệ mở nước để mình dùng. Nước từ nguồn suối cao, nước nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Bây giờ mình chỉ cần mở nước mình xài thôi, đôi khi mình cứ xài mà mình quên nó từ đâu ra. Nó từ những sự khó nhọc, nhưng mà cái nước đó là một sự nhắc nhở. Từ đâu mà chúng ta có? Thì thấy được như vậy cho nên chúng ta biết tiết kiệm. Tiết kiệm chứ không phải là keo kiệt nha. Tiết kiệm nghĩa là chúng ta xài cái nào đúng chứ không xài phí. Còn keo kiệt nghĩa là có mà không dám xài. Còn nếu xài, xài của người khác. Không phải xài của mình. Của người khác xài thoải mái. Không phải của mình, xài rỉ rỉ thôi. Đó. Cho nên hôm nay Pháp Hòa cũng xin thưa với đại chúng, cuộc sống của chúng ta, nói tu tập theo Phật, nó không phải là cái chuyện gì ghê gớm, mà nó ngay trong cuộc sống của chúng ta. Và bất cứ ở đâu có con người là ở đó sẽ có tham sân si. Ở chỗ nào có con người là chỗ đó có tham sân si. Cho nên trong kinh Đại Thừa nói, địa ngục ở đâu? Địa ngục tại mỗi người. Tại vì nơi nào có tham sân si là nơi đó có địa ngục. Nhưng mà thiên đường ở đâu? Thiên đường ngay tham sân si. Tại vì chỉ cần chuyển hóa được tham sân si là thiên đường có mặt. Hạnh phúc trong một cái gia đình đó, và đổ vỡ cũng ngay đó, mà hạnh phúc cũng ngay đó. Thí dụ bây giờ hồi xưa mình sống, mình chưa biết làm hạnh phúc cho nhau. Nhưng mà một khi mình hiểu được rồi, mình quyết tâm mình sống trở lại. Cho nên Phật dạy hay lắm. Một người quý trên đời là biết tu sửa những gì đã hư, biết bồi đắp những gì đã gãy đổ, đã sụp nát, và biết xây dựng những gì chưa xây. Chỗ nào chưa xây, mình xây. Mà chỗ nào hư mục, tu sửa. Chỗ nào nó hư sập, mình xây dựng trở lại. Đó là cái, thí dụ như mình chưa xây dựng hạnh phúc nè, gọi là mình ráng mình xây dựng hạnh phúc. Nhưng nhiều khi hạnh phúc được 5-10 năm rồi, giờ bắt đầu nó hư mục, thì mình phải tu sửa cái đó, phải chỉnh sửa từ cái chỗ mình rơi rụng đó. Như vậy thì mới gọi là một người đệ tử sống tích cực hiểu đạo.
Cho nên tu là vậy thôi, chỉnh sửa. Cho nên hàng ngày chúng ta dùng cái từ tu tâm dưỡng tánh. Tâm thì phải tu mà tánh thì phải dưỡng. Tại tánh là cái bản chất an nhiên thanh tịnh của mình, ráng dưỡng cho nó. Còn tâm thì thôi, nó bồng bềnh, nó thích, nó vui buồn bất tử lắm. Cho nên ráng chỉnh cái tâm đó. Đang vui vậy đó mà người khác chỉ cần nói một câu vô, cái tâm vui này thay đổi liền. Cho nên cái tâm mà nó, tâm là cái trạng thái bên ngoài đó, nó hay thay đổi đó, cái là vọng tâm đó. Còn chân tâm là giống như cái bản chất của mình. Trong này có mấy câu hỏi là: làm thế nào có thể buông bỏ tánh ham muốn của bản thân? Thân nào mà không có ham, không có muốn. Nhưng mà có điều á, mình học Phật á, là để mình có chánh niệm về những sự ham muốn của mình. Ham muốn nó có hai loại: ham muốn thượng, ham muốn hạ. Thí dụ như mình ham đi chùa, ham bố thí, ham làm việc thiện, ham giúp người, cái đó là ham muốn thượng. Còn thí dụ như mình ham tiền, ham sắc gì đó, cái đó là ham muốn hạ. Mà bản thân của con người á, đã là bản đã mang cái thân con người á, thì nó có những cái ham muốn của nó. Vì vậy cho nên mình tu á, là để mình điều chỉnh, mình điều phục nó, không để cho những cái ham muốn mà nó đi xa hơn những cái thường tình để làm đổ vỡ. Muốn được như vậy thì chúng ta phải tạo nhiều cái duyên. Chẳng hạn như là mình giảm những cái duyên mà tùy theo mình phải tự biết mình rơi vào cái nào để chúng ta né nó đi. Phong và ví dụ, mình có cái tính đó, ham nhậu, thì mình phải giảm duyên chơi với bạn nhậu. Và những nơi nào có nhậu thì mình phải né đi, để không có làm cho mình bị lao vào đó. Tại vì nhiều khi mình không tự thắng được. Đức Phật dạy điều này ở trong kinh đàng hoàng, chứ không phải tự nói. Đức Phật dạy có 7 phương pháp để làm cho mình né tránh phiền não. Thì trong đó có một phương pháp Phật dạy là: thứ nhất là mình điều phục, thứ hai là né tránh. Điều phục là sao? Thí dụ bây giờ quý vị sống trong xã hội nè, còn giao tiếp phải không? Thôi thì bây giờ hôm nào có tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, thôi nôi đầy tháng gì đó, mình uống chút xíu, nửa lon bia, lon bia gọi là xã giao. Nhưng nhiều đó thôi nha, không hơn. Đó. Thì chúng ta có cái chừng mực của mình, và có cái điều phục của chính mình, không để mình đi xa hơn nữa. Còn nếu như mà mình dễ bị dụ, lon mạng thua gì, thôi lon thứ hai đi. Mà người ta đã nói được lon thứ hai thế nào, người ta cũng sẽ cúng mình thêm lon thứ ba. Mà riết cái mình không tự chủ được rồi, thì người mình sẽ bắt đầu thành một cái người nghiền, người nghiện. Và hơn nữa, đã vui với cái đó rồi, thế nào cũng đi tìm. Cho nên từ đó mình mất tự chủ. Vì vậy sẵn Pháp Hòa cũng nói, tại sao mà các thầy, quý vị hay nghe nó, ủa tại sao ăn chay mà không cho ăn hành ăn tỏi? Có bao giờ biết mấy chuyện đó không? Hành tỏi thì lẽ ra nó là rau củ mà sao không ăn? Nhưng mà bởi vì trong hành tỏi nó nhiều cái chất kích thích, mà người tu thì mình muốn giảm cái đó để mình đỡ cực, thấy không? Thì thử ra người tu mình né cái đó đi, để nó, cái chất đó nó không ở trong người của mình nhiều. Cái gì cũng vậy đó. Tại sao mình không coi những cái phim ảnh, sách báo nó mang cái tính chất gọi là trần tục, tham muốn, bạo động, hận thù, sợ hãi, vì mình muốn giảm cái sự đam mê của mình mà mình không tự chủ được. Cho nên cái giới thứ năm á, cái giới thứ năm là cái giới không uống rượu, hút thuốc đó. Quý vị nghe giống như đơn giản vậy, nhưng mà thật sự ra nếu mà đúng, mình hiểu đúng là cái giới thứ năm là làm sao chúng ta có chánh niệm về những cái tiêu thụ hàng ngày
của thân và tâm. Đối mặt thân là về thức ăn, rượu chè xì ke ma túy, những gì đưa vào thân. Còn đối với mặt tâm thức hay là tâm linh hay là tinh thần thì chúng ta phải cẩn thận những gì chúng ta tiếp xúc qua mắt tai mũi, nó không đưa vào, tại cái đó đã ảnh hưởng tinh thần của mình. Thí dụ những cái phim mà mỗi lần mình coi là mình tăng trưởng cái bạo động, giảm coi. Quý vị thấy nít không? Đó, mình cứ nhìn vô con nít là mình biết. Thể nó coi phim bạo động nhiều á, là nó coi một thời gian là quý vị sẽ thấy nó bạo động. Động tới nó là nó cung tay, nó đá, nó múa, nó làm, nó quào, nó cào. Vì cái tính bạo động bắt đầu đã hấp thụ trong người nó, trong tâm linh nó bằng con đường phim ảnh. Cho nên tại sao mình phải giảm những bộ phim bạo động không cho con nít xem? Mình phải giảm những cái phim ảnh mà nó có chứa đựng sự thèm khát, sự hận thù, sợ hãi trong đó. Tại vì mình không có phải thánh thần, mình phải giảm duyên thôi à. Cho nên tại sao chúng ta vào trong chùa chúng ta tu? Tại vì trong chùa không có những cái phim ảnh đó. Thì cái sự tịnh tâm của mình, cái sự hướng tâm, cái sự tu tập mình nó mạnh thôi. Cho nên á, cái sự ham muốn nó bàn bạc trong cái xã hội ngày nay, mà nhất là thời đại văn minh gì đó, internet mà mạnh chừng nào thì con người dễ dễ xa với cái thực tế. Đừng nói chi nội con người mà sống ảo trên mạng không là mình thấy rồi, cũng đã quá trời rồi. Quăng cái hình lên thôi, để cái chụp xong rồi người ta để lên trên đó thôi, lát nó tiếng to cái mình nhảy vô liền, có ai thả bom, thả tim, thả bông, thả gì rồi cái bắt đầu người ta comment đẹp quá chị, cái vậy hả em. Ăn một tô phở cũng bỏ lên, tô mì cũng bỏ lên, đi chơi cũng bỏ lên, làm cái gì cũng bỏ lên. Mình cứ sống cứ lẩn quẩn ở trên đó đó, phải không? Mà thực tế dưới này mình quên. À, chính bản thân người lớn đôi khi mình cũng sống lững lờ ở trên vậy đó. Rồi mình lúc nào mình cũng nghe những cái lời ở. Cho nên ngày nay người ta còn có nhiều cái hình thức hấp dẫn con người. Quý vị hỏi phải có Zalo không? Nó không. Thiệt tự là không có. Không có Zalo, Zaliết gì hết. Không có, không có Instagram gì hết. Đó. Mà cũng không có Facebook nha. Quý vị đừng có nghe thầy Pháp Hòa kêu gọi trên trên Facebook rồi họ chụp hình bỏ lên, trời ơi tưởng là mình rảnh lắm chụp hình xong bỏ lên mạng rần rần vậy. Không có thầy. Thiệt sự bao nhiêu năm nay Pháp Hòa chưa bao giờ, quý vị có thấy Hòa cầm máy chụp ai không? Mà chụp gì không? Ai có hình em có thôi chứ em có hình. Cho nên mình, cái này không phải chỉ riêng cho giới trẻ mà hầu như tất cả con người chúng ta. Xã hội mà người ta càng văn minh tiến bộ chừng nào thì chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh. Thật ra cái gì cũng phải do mình điều chỉnh thôi. Thời xưa con người cũng hư, chứ phải thời đại người hư không, nhưng mà hư theo kiểu ngày xưa. Mà bây giờ cái phương tiện hư nó càng dễ hơn. Quý vị thấy ngày xưa con kia cái của mình kêu tắt đèn đi ngủ là nó đi ngủ. Còn bây giờ á, nó tắt đèn thôi mà nó không ngủ, tại vì nó còn có cái phone kế bên. À, mình đóng cửa mình ngủ một cái rồi là bắt đầu nó mở ra, nó coi, nó đọc, nó làm cái gì trên phone. Có nhiều khi cả đêm nó không ngủ, rồi sáng mai nó không còn đủ sức khỏe để nó đi học. Thời xưa thì phim Tàu, thời của mình là phim Tàu. Nó đánh văng cái rầm cái hết phim. Cái mình cũng muốn biết coi đứa thằng này nó có chết không, cái lúc để tập thứ hai thứ ba vô. Cứ như thế mà chúng ta thâu đêm suốt sáng thôi. Đối với người Phật tử tại gia, điều nào quan trọng nhất để tinh tấn trên con đường học Phật, để học hành buông bỏ hiệu quả? Tất cả con người chúng ta nói chung, học gì học ráng làm sao giảm ba thứ: tham sân si. Tại vì nó là học trò của mình, nó là đệ tử của mình, nó là con của mình.
mà ngày nào tham sân si tiêu cực mà chưa có thể giảm trừ thì sự tu hành của mình nó còn cực khổ lắm. Ngay cả người đi xuất gia rồi mà sân chưa bỏ thì thế nào cũng có gây gổ mỗi ngày. Tham chưa bỏ đó, sân chưa bỏ, si chưa bỏ được thì vẫn còn khổ dù đó là người xuất gia. Cho nên ba kinh đó, khi gặp con vật chết bên đường con nên làm sao? Nhiều khi mình đi đường mình gặp những con vật nó chết trên đường. Đây là cái chuyện Pháp Hòa làm thôi nha, Pháp Hòa chia sẻ đại chúng để làm thôi. Chứ thứ nhất là những con vật đó trên đường đi, người ta lỡ người ta cán nó chết, mình cũng chẳng bước xuống xe được, mình làm gì. Thôi thì cái duyên của mình gặp nó thì thường Pháp Hòa vừa gặp những con vật trên đường vậy đó, thì Pháp Hòa nhiếp tâm lại, Pháp Hòa cầu nguyện cho con vật này sớm được tái sinh về cõi lành. Rồi mình nếu mình biết thì niệm Phật thì mình niệm Phật, còn không thì mình trì chú vãng sanh, còn không mình gửi một lời lành như vậy đó. Mà Pháp Hòa luôn luôn là vậy, cứ hễ đi ai chở đi trên đường mà hay con vật nào nó chết bên đường là Pháp Hòa hay nhắm mắt lại nguyện cho con vật này sớm được sanh về cõi lành. Chứ còn hỏi dừng xe lại có con gì ăn được không bỏ tội. Thầy cho con hỏi là đọc kinh Địa Tạng Pháp Hoa ở nhà có được không? Dạ đâu có gì đâu không được. Kinh là để tụng chứ đâu phải kinh là để sợ. Không, đừng có sợ kinh gì hết á. Không, chỉ có kinh khủng, kinh hoàng mới sợ thôi. Còn kinh Phật là không có gì sợ hết. Mỗi một bổn kinh của Phật chuyên chở một cái ý nghĩa thâm sâu từ thấp đến cao để cho chúng ta nương chúng ta tu tập. Quý vị đừng nghe bất cứ một người nào nói rằng kinh này được tụng ở nhà, kinh kia không được tụng ở nhà, kinh này phải ăn chay trường mới được tụng, kinh này những người ăn mặn không được tụng. Những câu nói đó, những tư duy đó đều là tà kiến lệch lạc hết, không phải của đạo Phật. Đừng nghe những câu đó. Không có một kinh gì mà quy định ăn chay mới được tụng. Như vậy là vẫn kỳ thị. Mà kinh điển là chứa đựng đạo lý thâm sâu hầu chuyển hóa tâm thức của con người để cho con người sống tốt đẹp, chứ không phải nói trên chuyện ăn uống. Cho nên đừng bao giờ nghe những câu đó và cũng đừng bao giờ dùng những câu đó đi hù dọa người khác. Đừng tụng Pháp Hoa ở nhà. Tụng Pháp Hoa ở nhà, nhà xui lắm. Vậy kinh này ai dám tụng? Đừng tụng Địa Tạng. Địa Tạng thế này thế kia, nó là ăn chay mới được tụng. Có nhiều người nói ăn chay trường mới được tụng chú Đại Bi, ăn chay kỳ không được tụng. Có mấy chuyện đó. Cho nên rồi mình cứ nói mấy cái đó, rồi mình tin theo những cái đó, cuối cùng mình biến đạo Phật thành những cái hình thức gì đâu mà nấu ra gì hết trơn. Thì nói tới đạo Phật là người ta ớn à. Ta thấy đạo Phật không có thực tế gì hết. Mà thực tế là đâu phải vậy đạo Phật đâu. Mà mình cứ đem cỏ rác gì mình cứ gắn vô cho đạo Phật không thì tội nghiệp. Cho nên Phật tử thuần thành đó, đó là lý do tại sao nếu không học Phật là sẽ rơi vào những chuyện như vậy. Nếu không học Phật pháp, không nghe giáo lý thì sẽ rơi vào những cái chuyện chúng ta cứ tin mù quáng, tin những cái chuyện trời ơi như vậy. Cứ việc tụng kinh bình thường. Ở đây câu hỏi này, có cần phải quy y không? Không. Không cần phải quy y. Nhưng quy y là một sự khuyến khích. Quy là gì? Quy là quay về. Y là nương tựa. Quy y là quay về nương tựa. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Cho nên nói đủ câu là quy y tam bảo. Con xin quay về nương tựa Phật là người thầy dẫn dắt cho con. Con xin quay về nương tựa Pháp, lời dạy chân chánh để cho con sống có hạnh phúc bình an. Con xin quay về nương tựa Tăng, những bậc tu hành thay thế Phật truyền bá, cũng như những đoàn thể tu tập. Gọi là quy y. Quy y là trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng.
để cho tâm linh mình có chỗ nương tựa. Và kể từ khi quy y thì mình nhận rằng mình là một Phật tử, đã có danh Phật tử, và nguyện sẽ sống đúng với bổn phận của một Phật tử. Và bổn phận của một Phật tử là không làm điều ác, nên làm việc lành. Và bây giờ thế nào là không làm ác? Chúng con nguyện bỏ giết người hại vật, trộm cắp gian tham, tà dâm, nói dối, rượu chè cờ bạc, nói những lời hại người, nói những lời đấm thọc, nói những lời chửi rủa. Con nguyện giảm tham, giảm sân, giảm si. Đó là cái bổn phận của một Phật tử, là nguyện sống bỏ tất cả những cái xấu đó và hướng tâm ngược lại về những cái đó gọi là lành. Thay vì giết thì mình phóng, thay vì mình trộm cắp thì mình bố thí, thay vì mình tà hạnh mình tu chánh hạnh, thay mình nói lời đâm thọc mình nói lời hòa giải. Đó là bổn phận của Phật tử. Như vậy không bắt buộc quy y, nhưng khuyến khích nên quy y. Vì quy y là một buổi lễ để hướng tâm trở về nhận mình là một Phật tử để mình tu tập thôi, chứ không phải mình quy y để mình làm member, mình làm tín đồ. Dạ thưa không. Nhưng mà một tín đồ của đạo Phật phải có chất, phải có chất Phật, chứ còn đừng làm tín đồ suông thì mình, đạo Phật không phải vậy. Cho nên nên quy y, nhưng mà không bắt buộc, nhưng mà khuyến khích quy y để mình sống tích cực cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Kính thưa Thầy, cho con hỏi, yêu có phải là nghiệp báo không? Vì con thấy có nhiều người đã đi tu mà cũng không thoát được. Vậy phải làm thế nào để thoát được nghiệp yêu? Khi lòng mình phát tâm yêu ai thì có bài kinh hay niệm nào giúp mình giữ mình hay không? Nếu muốn thì hỏi kinh, mấy bài kinh yêu này nhiều lắm đó. Có một bài kinh này hay lắm nè, nên tụng khi yêu. Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu. Đó là một bài kinh đó. Tại vì cái người này sau khi yêu đắm đuối rồi phát hiện ra một chân lý, em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu. Thật ra đó, khi mình ở trong con người mình đó, nó có những cái hạt giống xấu như là ganh ghét, tị hiềm, tham sân si, vân vân. Nhưng bên cạnh đó nó cũng có những hạt giống tốt như là thương yêu, hiểu biết, chấp nhận, tha thứ, bao dung. Cho nên yêu là một hạt giống tốt. Nhưng mà có điều là tại vì cái hạt giống này mình không tưới nó đúng chỗ, không chăm sóc, cho nên mình để cái yêu này nó thành ra khổ đau. Chứ yêu đâu có xấu. Nhưng mà yêu cái gì? Và làm sao cho cái yêu này nó được lành mạnh? Ví dụ như một người mẹ thương con cũng là yêu, cha thương con cũng yêu, người nam đó gặp người nữ đó là yêu. Nhưng mà trong cái yêu này á, nếu mà ở thế gian bình thường là không có gì hết á, nhưng mà đứng trên xuất thế gian mà nhìn á, người có tu tập mà nhìn, thì cái yêu này mà nếu nó không có thêm cái tuệ giác vào trong đó, thì cái yêu này nó sẽ làm cho cái tình yêu khổ đau. Ví dụ mẹ thương con, tốt. Nhưng nếu mẹ sẽ thêm vào đó cái tuệ giác hiểu con, thì cái tình yêu giữa mẹ con nó sẽ last long, nó sẽ kéo dài lâu, là tại vì yêu mà có hiểu. Trong tình yêu phải có hiểu, tại hiểu mình đang yêu ai và yêu như thế nào. Thí dụ mình lỡ mình yêu một thầy, cô không có tội, nhớ là không có tội nha. Nhưng mình đưa cái tuệ giác mình đó vào là mình biết rằng mình thương một thầy, nhưng mà thầy đã đi tu, cho nên mình sẽ trợ duyên cho thầy để cho con đường tu của thầy nó được trọn vẹn. Cái đó cũng thể hiện tình yêu, nhưng tình yêu có tuệ giác. Chứ không yêu nhất không nhất thiết phải chiếm hữu.
Ví dụ như mình ra ngoài hoa, ngoài 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 vườn hoa của mình đó, mình thấy những cái hoa đẹp, mình có yêu hoa không? Có. Và mình mỗi ngày mình ra đó mình tưới tẩm, mình chăm sóc để cho cái hoa đó nó được vươn lên ở ánh nắng, ở ngoài sân cho nó đẹp. Và không nhất thiết phải cắt nó vào để trong phòng. Thành ra tình cái yêu nó là cũng được thôi. Nhưng mà mình hãy cho thêm cái hương vị của tuệ giác, của hiểu, thì cái tình yêu này nó sẽ được trong sáng, nó sẽ được lành mạnh theo từng cái đối tượng. Thầy cũng yêu, nhưng mà thầy đâu có yêu một cá nhân. Vì thầy cái tình yêu của thầy nó lớn cho tất cả mọi người. Cho nên Phật dạy á, đối với các thầy tu á, thấy người nữ thì quán là cha, là mẹ mình, là chị mình, là em mình, là bà con quyến thuộc của mình, để mình dứt đi cái tâm chiếm hữu người đó là người yêu trong ngoặc kép của mình. Mà quý vị thấy cái yêu nào mà nó có chiếm hữu, nó đều có ganh ghen ở trong đó. Thí dụ như nhà thơ Nguyễn Bính, ông có làm bài thơ ghen á: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà có thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Yêu khủng khiếp vậy đó. Mà cũng ghen khủng khiếp vậy đó. Mà sau đó rồi bắt đầu đính chánh lại cho những hành động ghen tương của mình. Có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương. Cho nên cái đó là một cái hình thức chiếm hữu. Phật gọi mình đã biến cái yêu đó thành cái ái. Ái là gì? Ái là yêu. Mà yêu mà chỉ có đối tượng giữa mình với người, chỉ một thôi. Thì cái ái này sẽ khổ. Tại vì cái ái này nó không có cái gia vị, nó không có được cái gia vị, nó không có được cái ánh sáng của hiểu. Cho nên tại sao trong chùa có cái chuông với cái trống? Cái trống, cái trống là tượng trưng cho tuệ, là trí tuệ, là hiểu biết. Cái chuông là tượng trưng cho thương yêu. Trí tuệ và từ bi, thương yêu phải hiểu biết. Thương mà không hiểu, càng thương càng làm người đó khổ. Mẹ thương con mà không hiểu con, không biết con thích ăn cái gì, không thể ăn cái gì, mẹ cứ ép con ăn những món mà mẹ cho là bổ mà con ăn không có được. Thì nếu mà một ngày nào đó nó ráng hết nổi rồi, mới đầu nó cũng ráng dữ lắm, nó ăn hết nổi rồi, nó mới quật lại. Thì bắt đầu nó thì nó cảm giác nó bị thương. Mà nó khi nó quật lại thì mẹ tổn thương. Một bên bị thương, một bên tổn thương, cả hai vô nhà thương. Cho nên yêu không có gì. Yêu là một hạt giống tốt, nhưng mà hạt giống đó phải được tưới tẩm cho nó đúng thì hạt giống nó lên đúng. Hai vợ chồng thương nhau là yêu rồi nhé, đâu có sai gì đâu. Nhưng mà hãy nên gia vào đó sự hiểu biết để tình yêu này trong sáng lên, mạnh vững lên mỗi ngày, và càng yêu càng hạnh phúc. Giống như Đức Phật, nếu không yêu chúng sanh, Đức Phật đâu có hy sinh chúng sanh, hy sinh cả bản thân. Nhưng mà Đức Phật trên con đường tu tập của Ngài, Ngài biết đem cái tình thương nhỏ của Ngài biến thành cái tình thương lớn, và chính chúng sanh là đối tượng tình thương của Ngài, cho nên đã làm cho cái đạo quả Ngài lớn lên. Thì chúng ta thường tụng cái câu phải không? Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Chữ tế là tế độ đó, chứ mình mới dịch là đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài.
Nếu mà mình tu mà mình không có cái tình thương thì không phải là một người. Người thường ta còn có, huống chi người tu. Cho nên nó tu để không còn thương gì hết là không đúng. Nhưng mà thương như thế nào? Có một cái ông thầy đó, ông tu. Ông tu sao ông biến, ông riết cái ông thành khô cằn, không biết thương yêu gì nữa hết. Thì bà cụ đó, bà nói đứa cháu bà ôm thầy coi. Ôm xong cái hỏi, how do you feel? Hỏi ông thầy, bây giờ thầy cảm thấy làm sao? Ông thầy ông nói, tôi bây giờ giống như là một cái cây khô mà nó dựa trên một cái vách núi lạnh vậy đó. Nghĩa là tôi là cây khô mà dựa trên vách núi lạnh đó thì thôi còn gì tình cảm đâu. Khô mộc ỷ hàn nham. Khô mộc là cây khô, ỷ hàn nham là dựa vào cái vách núi lạnh. Tam đông vô noãn khí. Ba mùa đông rồi không có một chút lạnh, không có một chút hơi ấm nữa. Nghĩa là trái tim này lạnh ngắt thôi. Trái tim này trái tim mùa đông rồi. Bà già nghe vậy đốt am, không cho ông tu nữa. Nói tu hành gì, tu rồi riết rồi, tưởng sao biến thành mình thành một trái tim mùa đông. Không nuôi nữa. Đuổi đi. Thời gian sau thấy cũng tội, thôi đem về nuôi tiếp. Lần sau bà kiếm đứa con gái đẹp hơn nữa. Ôm thầy lần nữa. Bây giờ hỏi thầy, thầy ơi thầy cảm thấy sao? Ông thầy bây giờ trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Ông khôn hơn. Hồi trước trả lời bị đuổi, giờ trả lời cách khác. Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Bà nghe xong bà nói tu khá rồi đó. Nghĩa là cô ôm tôi, cô cảm thấy làm sao, cô biết. Tôi cảm thấy làm sao, tôi biết. Bà già kia là người thứ ba, làm gì biết cảm giác của hai chúng mình. Cái chỗ đó nói lên cái chỗ giác ngộ, cái sự chứng đắc không thể giải thích. Cái chỗ chứng đắc không thể giải thích, người thứ ba không thể cảm nhận được cái điều mình đang nói. Cũng giống như quý vị ăn chay mà quý vị cảm thấy ăn chay rất là ngon, thì nói với người mình ta chưa từng ăn chay hoặc ta sợ ăn chay, tưởng tượng tôi thấy gì ngon đâu, thì mình có nói cỡ nào thì người ta không cảm được. Nhưng nếu mà mình là người ăn chay, mình nói với người ăn chay thì họ sẽ cùng cảm với mình. Cho chỉ có hai người ăn chay biết nhau, người không ăn được họ không thể hiểu được. Cho nên tu là không phải để cho mình biến thành sỏi đá không biết thương yêu, nhưng mà mình biết thương như thế nào để cho cái tình thương mình nó trong sáng, nó hạnh phúc. Tu không phải để biến mình thành cỏ cây, mà để biến mình thành một người biết thương yêu đúng nghĩa. Rồi câu cuối ha. Trong việc thực hành thiền tập trong cuộc sống hàng ngày, có phải việc quán chiếu hơi thở, chú ý vào từng hơi hít vào thở ra là quan trọng nhất và quyết định nhất? Và dù không không phải nhưng mà là phải. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình đó là nó lăng xăng. Nó lăng xăng và nó chi phối rất nhiều. Vì vậy cho nên muốn đưa tâm mình trở về một mối, một chuyện thì mình lấy hơi thở làm cái đề mục đầu tiên. Khi mình nắm lấy được hơi thở rồi đó, thì từ đó cái thiền định của mình nó đi sâu hơn và có thể giúp cho mình lên những cái tầng bậc quán chiếu. Nhưng mà trước hết phải lấy hơi thở làm chuẩn. Quý vị nhớ vậy nè, cái tâm của mình đó luôn luôn suy nghĩ, nhưng mình suy nghĩ quá nhiều việc cùng một lúc. Bây giờ tập cho mình suy nghĩ một việc một lúc thôi, đó là hơi thở của mình. Cũng giống như người niệm Phật không suy nghĩ gì nữa hết, chỉ suy nghĩ một việc thôi là câu niệm Phật. Rồi người tụng kinh không suy nghĩ gì hết, chỉ nghĩ vô cái bài kinh mình tụng thôi, thì như vậy là thiền. Tụng kinh cũng là thiền, đưa tâm về một chuyện thôi, đó là tụng đọc những lời kinh. Niệm Phật đưa tâm về một việc thôi, đó là trì danh niệm Phật. Ngồi thiền chỉ một việc thôi, đó là quán niệm hơi thở. Cho nên hơi thở là cái đề mục, là cái đối tượng để giữ tâm. Và khi mình quán niệm được hơi thở, nó có những cái tốt là thứ nhất,
điều hòa được cơ thể. Thứ hai, giúp cho mình trụ tâm rất tốt. Cho nên nó là cái bước đầu rất quan trọng để cho những ai muốn thiền tập. Mà quý vị nào muốn thật sự muốn nghiên cứu về cách thiền hơi thở này, quý vị nên đọc những bài kinh và nghe những bài giảng về cái bài kinh này. Quý vị tìm hai bản kinh để đọc. Một là kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh hai là kinh Tứ Niệm Xứ. Quý vị có thể tìm cái bản kinh Tứ Niệm Xứ qua cái bản dịch là Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm. Hai bài kinh này rất quan trọng cho những cái sự tu tập thiền quán, mà nhất là thiền về hơi thở này. Kinh Quán Niệm Hơi Thở và kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm. Đó là hai bài kinh thôi, còn mình đi tìm những cái bản giảng giải về hai bài kinh này nữa. Trước hết là quý vị đọc kinh văn trước, đọc lời kinh trước. Đọc xong rồi đi tìm những cái bài giảng về hai bài kinh này. Rồi mình sẽ nương vào cái lời giảng dạy của quý Tôn Đức về hai bài kinh này, hay là những cái bản, những quyển sách chú giải đó. Rồi mình sẽ từng bước mình học theo 16 cách thở ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh Quán Niệm Hơi Thở dạy cho mình 16 cách quán niệm hơi thở. Và cái quán niệm đầu tiên nhất là đếm hơi thở. Không, hít vô, thở ra, đếm 1. Hít vô, thở ra, đếm 2. Đếm để làm gì? Không còn suy nghĩ gì hết. Hơi thở, số đếm. 5 phút, 10 phút, tự nhiên tâm mình tịnh xuống. Và mình cảm thấy rằng nãy giờ ngồi 10 phút mà không chạy nhảy đâu hết, trụ tâm lại một chỗ. Thì Pháp Hòa giới thiệu hai bàn kinh đó để đại chúng có thể đọc. Làm việc đừng mong thuận mình, vì thuận ý mình thì lòng kiêu sa thường nổi dậy. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào sẽ mờ hao tâm trí. Ở trên đời này có ai mà tự động lợi nói với mình: anh hùng đồng đi, tháng sau tôi đưa anh 1 triệu. Nếu mà ai đó nói cái đó với mình thì mắc chi người ta phải kiếm mình bà con quý thuộc, người ta không sướng hơn sao? Cứ bỏ vô đồng lấy 1 triệu. Mà thường mình hay nghe mấy cái lợi đó, đúng không? Bỏ nhỏ mà muốn lớn. Thành thử mình hay dễ bị gạt. Thế đại chúng muốn thành tựu được những cái mong muốn của mình thì chúng ta đều phải set up, phải đặt cho mình một cái tiêu chí. Vì chính cái tiêu chí đó nó hướng tâm mình đi lên. Ngày xưa Ngài Huyền Trang đó, Ngài không phải là người đầu tiên đi bộ qua Ấn Độ để thỉnh kinh từ Trung Quốc. Ngài là người tiếp nối của các bậc cao tăng trước Ngài, như là Ngài Pháp Hiển vân vân. Nhưng mà Ngài Huyền Trang học cái hạnh của người xưa để làm một cái cuộc hành trình đi về Ấn Độ để học hỏi và đem những cái tinh ba về cho Phật giáo Trung Hoa. Nhưng mà cái con đường đi của Ngài Huyền Trang là một con đường đi lịch sử. Và ngày nay chúng ta có một bộ truyện Tây Du Ký, coi như là một bộ truyện nói về cuộc đời của Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Nhưng mà xin thưa đại chúng là Pháp Hòa nhắc hoài, quý vị nhớ là Ngài Huyền Trang là người có thật trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Và cuộc hành trình của Ngài đi sang Ấn Độ thỉnh kinh là có thật. Còn những nhân vật đi theo Ngài là hư cấu, không có. Ngài chỉ đi một mình và không có ai trong chuyến đi đó cả. Và nếu có là một, cũng những con người bình thường trên đường trợ duyên cho Ngài, chứ không có một nhân vật nước đá đi ra tên Tôn Ngộ Không. Cũng không có một nhân vật nghĩa là phật phiệu như là Trư Bát Giới. Tất cả những hình ảnh đó được dựng lên. Và một nhân vật trong đó
nổi trội và ai cũng khoái coi, đó là Tôn Ngộ Không. Ngài Huyền Trang là một con người rất bình thường, không võ công, không mưu trí, không có lanh lợi, lúc nào cũng điềm đạm nhẹ nhàng từng bước từng cử chỉ của Ngài. Nhưng mà ngược lại, người đệ tử của Ngài thì thông minh, tài trí, nhân nhẫu, bay nhảy khắp nơi, gọi là lật trời, khuấy nước, gọi là tề thiên, nhưng vẫn làm học trò của Ngài. Chỉ một điểm đó mình cũng phải nhìn lại tại sao trong bộ truyện Tây Du Ký lại đặt một cái việc như vậy. Một con người thông minh, tài trí như vậy, tại sao lại đi làm đệ tử một ông thầy bình thường như vậy? Bởi vì Ngài Huyền Trang tượng trưng cho cái chân thật. Ngài Huyền Trang tượng trưng cho một con người chân thành, cầu đạo. Và Ngộ Không đối lại với cái chân thành là một con người mưu trí. Mà trên đời này không có cái gì đẹp mà bền bằng sự chân thành, có phải không? Trên đời này đi ra tiệm cứ móc tiền mua Coca Cola, Pepsi, nước trà, cà phê, nhưng tất cả các thứ nước, nhưng rốt cuộc cũng phải đi kiếm chai nước lọc mà uống. Tại vì trong cơ thể chúng ta cần nước lọc nhiều nhất hơn tất cả các thứ khác, mặc dù nó rẻ tiền nhất, ít ai để ý nó nhất, nhưng khi bình thường, nếu nói đúng ra khi bệnh rồi thì lại cần nó nhất. Nước lọc tượng trưng cho chân thành, trong trắng, nhẹ nhàng, rẻ tiền, nhưng mà ai cũng cần, có phải không? Cho nên ở đây giữa hai hình ảnh của hai thầy trò, một người ngu mô và một người bình thường chân thật, nhưng tại sao cái ngu mô nó vẫn phải phục tùng trước chân thành? Đó là cái đạo lý chúng ta có thể suy tư, quán chiếu và tự lấy bài học cho chính mình. Nếu mình là những người sống luôn luôn sống với cái chân thật thì chúng ta cũng hiểu rằng chân thật bất hư. Bát Nhã Tâm Kinh có cái câu cuối: thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Và cái câu của Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, bồ đề tát bà. Khi Ngài Huyền Trang trên đường đi gặp tất cả khổ nạn, Ngài liền chắp tay: yết đế, bà la yết đế. Ba la tăng yết đế là gì? Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, đến nơi rồi, vui quá, reo hò. Cái câu yết đế dịch là vậy đó. Yết đế, yết đế. Ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm nữa, để được đến bờ kia, ta bà. Cho nên khi nào mình làm việc gì xong đó, cứ nhớ ta bà. Việc gì mình nhịn không xong, ráng nhịn đi, và tự nói với mình: nhịn rồi, việc gì cũng ta bà. Như vậy ở nơi Ngài Huyền Trang có một cái gì để Ngài đến được Tây Phương? Đó là một niềm tin bất hoại. Ngài có một cái niềm tin bất hoại rằng Ngài sẽ đến được Tây Trúc để thỉnh kinh. Cho nên ở bên Nhật Bản, Pháp Hòa quên cái thành phố gì rồi mà Pháp Hòa có đến đó, nơi mà người ta lập một cái đài, một cái nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang, và ở trước cửa, cái cửa của cái nhà tưởng niệm nó chỉ để hai chữ thôi: bất động, bất động. Thì khi mà đến đó, các vị mới kéo Pháp Hòa lại: thầy, trên nó để chữ gì vậy? Pháp Hòa nó để chữ bất động. Các vị không hiểu bất động là gì? Pháp Hòa giải thích:
phương Đông là chỉ cho xứ Trung Quốc, phương Tây là chỉ cho Ấn Độ. Mà cuộc hành trình của Ngài Huyền Trang là từ Đông sang Tây. Và trên đường Ngài đi, có những lúc yêu ma, quỷ quái như trong truyện đó, đó. Có nghĩa là những lúc Ngài đi qua những bãi sa mạc, đi qua những nơi nguy hiểm. Nhưng Ngài dứt khoát, thà làm ma ở xứ phương Tây, không trở về là một người hưởng phước của phương Đông. Cho nên Ngài bớt Đông, nghĩa là không bao giờ trở lại phương Đông nếu cuộc hành trình chưa viên mãn. Cái niềm tin bất hoại của Ngài Huyền Trang đôi khi chúng ta chưa đủ. Chúng ta có niềm tin, nhưng mà niềm tin của mình dễ lung lay quá. Đừng có nói chuyện mà niềm tin làm ăn, niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào người thương của mình không đủ, và thậm chí mình không đủ tự tin, cho nên rồi mình cũng tu chưa tới đâu hết. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới, tin Thầy, tự tin, tin Nhân, tin Quả, tin Lý, tin Sự, nhiều cái để mình tin, và nhiều yếu tố đó để niềm tin mình bất hoại. Cho nên Ngộ Không không có được cái niềm tin đó, mà Ngộ Không phải đi theo Ngài. Cho nên quý vị thấy không, bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là tài cán như Ngộ Không, rồi những hai người sư đệ kia cũng đều hội ý với Ngài hết. Và chính Ngài là người quyết định mọi việc. Tại vì cái sự chân thành và niềm tin của Ngài làm vững cho phái đoàn. Khi chúng ta ở trong nhà, mình nuôi bệnh ai, mình cũng phải có một niềm tin vững chãi như vậy. Để làm cái gì? Làm cái trụ cột cho người bệnh. Người bệnh nhiều khi họ mất niềm tin, họ sợ họ không đủ sức khỏe. Mặc dù mình biết có sống thì phải có chết, nhưng để cho người bệnh giây phút nào chưa có give up, buông xuôi, thì mình phải làm cho người bệnh tăng cường cái niềm tin, sức sống. Cho nên mình phải có sự vững chãi của chúng ta. Có những lúc Pháp Hòa đi giảng kiệt sức, rồi mấy vị nói thôi bây giờ thầy hủy chuyến đi, hay là thầy không giảng mà nói không. Trừ khi nào Pháp Hòa không còn thể nói ra được tiếng, hay không còn ngồi dậy, còn xô đã nhận rồi sao bị được. Hồi nãy còn khoảng 10 phút nữa, trên đường đến đây còn 10 phút nữa thôi. Thì Pháp Hòa nghe đi sư trụ trì gọi cho em Phật tử: chết rồi, bây giờ ngoài đông quá làm sao. Pháp Hòa nói: ráng thu xếp để em thôi, các vị ở xa mà người ta phải quay về thì tội lắm. Những người mình lái cả tiếng, 2 tiếng tới đây rồi mà không được về, phải đi về thì thương lắm. Mà xin phép đại chúng, nãy Pháp Hòa còn thoáng nghĩ chút nữa. Hồi nãy mà bước xuống mà thấy còn ngoài đông quá, Pháp Hòa sợ người ta không cho vô. Mình thấy Pháp Hòa thấy nếu mà lỡ người ta không cho vô, cái những người đứng ngoài á, mình bù lỗ cho người ta, cho người ta chụp vài tấm hình người ta đi về. Thương đến vậy, thương đến vậy. Cho nên mình học của Ngài Huyền Trang là sự chân thành và niềm tin ha. Vì Ngài niềm có niềm tin như vậy, cho nên Ngài đi bộ, quý vị biết là Ngài đi rồi về không bao nhiêu ngày không? Ngài Huyền Trang đi bộ đi và về không là 7 năm. Ngài Huyền Trang ở lại Ấn Độ học tiếng Phạn 10 năm. Suốt cuộc hành trình của Ngài Huyền Trang là 17 năm. Khi về đến Trung Quốc, Ngài được vua Đường hỗ trợ cho cái công trình dịch kinh của Ngài.
Và Ngài đã bỏ ra 19 năm để dịch kinh, dịch những bộ kinh từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Bây giờ có nhiều bản kinh mà chúng ta đang tụng đó, hàng ngày đó, là bản kinh dịch của Ngài. Cái bản phổ thông nhất chính là bài Bát Nhã Tâm Kinh mà ngày nay chúng ta tụng mỗi ngày. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đó là bản dịch của Ngài Huyền Trang, 265 chữ. Đó là bản kinh tinh yếu, gọi là tâm kinh mà. Nó tổng hết ý nghĩa của Bát Nhã 600 bộ. Cái hệ thống giáo lý Bát Nhã của Phật giáo Đại Thừa là 600 tập. Vậy mà gom hết lại, cố đọng lại, tinh yếu lại trong một bài Bát Nhã Tâm Kinh gọn gãy gồm 265 chữ. Nghĩa lý sâu màu vô cùng. Nhưng mà cuối cùng câu thần chú rất đơn giản: cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa để vượt qua tất cả khổ nạn để đến bờ bên kia. Trời, câu thần chú vậy đó mà ở trên giới thiệu dữ lắm. Đây là thần chú, đại linh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, không có gì hơn chú này hết. Chú này là chú nào? Chú này là chú bự, chứ không phải chú tiểu. Chân thật bất hư, mà thật, đây là một câu chân thật bất hư. Cố gắng sẽ vượt qua tất cả, phải không? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Điều thứ hai, mình có thể học ở trong cái câu chuyện của thầy trò Huyền Trang, đó là nhân duyên hội ngộ của thầy trò. Một con người bình thường vậy mà kết nạp ba dị tướng. Ngài Huyền Trang đẹp bao nhiêu, Ngài Huyền Trang đẹp bao nhiêu thì ba đệ tử nhìn sao, yêu quái bấy nhiêu. Một con heo, một cái người mà râu ria nhìn xấu dở, một con khỉ. Quý vị nhớ là đi đến đâu của yêu thì Ngài Huyền Trang vừa bước ra thì ta nói xin chào trưởng lão, và người ta té ngửa vậy, yêu quái, yêu quái. Ngài phải nói dạ không, họ chính là đệ tử của tôi. Quý vị nhớ không? Và có phải ba người là ba tính tình khác nhau không? Ngộ Không thì thông minh nhưng nóng nảy, ngộ năng thì mập mạp, lười biếng, ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tiền, ham danh, vậy mà vẫn làm đệ tử Ngài. Ngộ Tịnh thì ba phải im lì, chỉ biết gánh đi trong đoàn thôi, nhưng mà tất cả đều làm đệ tử của Ngài. Có nhiều khi mình cũng bực, trời trời, tôi vậy mà gặp người vậy, tôi vậy mà gặp người thế kia, tất cả đều là nhân duyên. Nhưng mà thưa đại chúng, chính họ như vậy, họ nhân duyên với mình để mình làm gì? Mình giáo quá họ, mình cảm quá họ. Cho nên trong cái tình thương ấy, mình gặp nhau, mình thương cái người đó là mình nghĩ mình thương lắm rồi, thương đấm thương đuối rồi. Mà thậm chí mình nói đời anh mà không có em mà như ngày thiếu nắng, như là búa thiếu kèm. Nhưng mà mình biết rằng mình mới thấy cái gì của người đó, mình mới thấy một cái mặt nổi thôi. Nhưng mà mình gần lâu thì mình sẽ thấy được những mặt chìm, và bắt đầu mình mới tá hỏa luôn. Mình phải hát cái bài thôi rồi còn chi đâu em ơi. Nhưng mà chân lý nó cũng cho mình câu kế, chỉ còn lại chân dư âm thôi. Nhưng mà ngay lúc mình nhận ra những người đó có những cái xấu, chính là lúc thể hiện tình yêu của mình. Yêu đâu phải chỉ cái đẹp của người đó, mà yêu luôn cả cái dở của người đó. Và làm sao cảm hóa làm cho cái dở người đó trở nên tốt, đó mới là tình yêu.
yếu như ai đến với mình đẹp thì để, xấu thì dùng, rốt cuộc không có cái gì xài được, bị cái gì cũng dùng hết. Nhà mình có những cây dao nó cùng nó xấu xí vậy mà vẫn giữ, tại vì này dao này xài ngon. Có những cái chảo nó luôn gãy mà vẫn để xào tốt, có không? Có những chiếc áo rách mà vẫn để mặc, tại vì mặc comfortable. Có những cái chiếc dép, chiếc giày nó cũ, có tiền dư mua nhưng đôi này mang thích chân nhất, cho nên đi sửa mang chứ còn không mua đôi mới. Đây là thể hiện tình yêu. Có một chiếc xe Toyota màu trắng, đậu sau xe người khác cần ra gấp. Chiếc xe mang bản kỳ số 6LLC989. Cho nên thầy trò ngày Huyền Trang là một cuộc hội ngộ ly kỳ. Và mình nhìn lại có thể trong cuộc đời mình cũng có những hội ngộ như vậy. Mình rất giỏi nhưng mà có thể gọi ngộ một người không có giỏi. Nhưng mà tất cả nếu không phải là nhân, không phải là duyên thì nó không có quả. Nhân quả là mình nói gọn, còn nói cho đủ của nhân quả phải là nhân duyên quả. Nếu mà nhân mà không đủ duyên nó không có quả. Ví dụ như cái nhân là Phong Hòa đến đây, đại chúng sẵn có cái nhân ham thích đi nghe, nhưng không tìm được chỗ chúng ta không làm được. Phong Hòa nhớ đầu tiên là định tổ chức ở ngay Tịnh Xá không? Với số lượng này mà Tịnh Xá Ngọc Thanh thì sao làm nổi? Đâu, may phước là mình tìm chỗ này đó. Vậy mà còn có khán giả nào đứng nè. Mua vé hạng A mới được đứng đó. Giá tiếp á. Cho nên quý vị nhớ là trong cuộc đời này mình sẽ gặp những người có thể chúng ta không hài lòng, nhưng đừng từ đó mà chúng ta nản lòng. Tại vì chính giây phút đó chúng ta mới nâng đỡ nhau, dắt dẫn nhau đi cho trọn vẹn đến thành Phật. Thành Phật đây là tượng trưng cho gì? Thành tựu được đời sống của mình. Tại vì chúng ta đi một mình, chúng ta cô đơn, chúng ta muốn kiếm người để đi chung, mà đi chung để đi đến cái mục đích của mình, gọi là đi thỉnh kinh đó. Đi thỉnh kinh là tượng trưng cho một hành trình mình đi đến đích. Nhưng đi một mình đi buồn, đi phải có bạn đi chung, ngay cả tu hành cũng vậy. Cho nên người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Và thưa đại chúng, những người bạn thân thiết đó của chúng ta là tham sân si. Tham chính là con heo đó, là trương ngộ năng đó. Sân đó là ngộ tịnh, là ngộ không đó. Si là ngộ tịnh. Tham sân si nó nằm sẵn trong mỗi con người của chúng ta. Nó là những người bạn thân thiết của chúng ta. Trong đạo Phật dạy chúng ta rằng đừng đi tìm quả Phật ngoài tham sân si. Tại vì sao? Tại vì Phật là một con người chuyển hóa từ tham sân si chứ đâu có gì khác đâu. Nếu mà ngay nơi con người đó vốn không có tham sân si thì đã thành Phật. Còn con người chúng ta là có tham sân si và chuyển tham sân si để thành Phật. Cho nên chuyện bình thường. Ở đây có ai coi phim Tế Công Hòa Thượng chưa? Quý vị nhớ lúc nào mà ông Tế Công ông gặp mấy người bệnh á, cái ông lấy tay ông dò cái cục đất gì nè, ông nắng cho bỏ miệng uống hết bệnh không? Cục đất đó là gì? Cục đất đó là gì? Đó, đất á, là những cái tế bào chết tạp dơ trong người mình nó đi ra, phải không? Rồi mình mới dò nó thành từng gốc vậy đó. Muốn hết bệnh không? Hết bệnh ngay những cục đó. Hết bệnh ngay những cái tham sân si đó, chứ không có đâu hết á. Thành Phật không có đâu á, thành Phật ngay trong cái tham sân si. Cho nên có một vị tổ nói như thế này: bất bố lục trần, lục trần bất ác. Đừng có ghét sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu mà không có lục trần
mình không có cơ hội quán chiếu để tu tập và chuyển hóa ra thành Phật. Đừng ghét nó. Cái hoa này có gì đâu ghét, nó là sắc nè, tiếng nhạc là thanh nè, mùi là thơm nè. Thì thay vì mình cứ nhìn hoa là biết hoa, mình nghe tiếng thì biết tiếng, ngửi mùi biết mùi. Chỉ có cái khổ là ngửi đâu nhiễm đó, thấy đâu mê đó. Cái chỗ khổ là mê. Chứ còn ngửi bình thường, nghe bình thường, thấy bình thường thì có chuyện gì để nói, phải không? Đi ra ngoài thấy bao nhiêu người đẹp mà bình thường thì có chuyện gì để nói. Nhưng bắt đầu dán mắt vô người đó, bắt đầu mới xin số phone để có chuyện để nói. Hiểu ý chỗ đó không? Cái mình mê, nhà Phật gọi là trần. Trần cảnh, trần sắc, trần hương, trần thanh, trần vị. Còn khi mình thấy nó mình không mê thì nó chỉ là cảnh thôi. Hương là hương, vị là vị, sắc là sắc, chạm xúc là chạm xúc, không đắm nhiễm, nó chỉ là cảnh. Nhưng khi mình chạm vào nó, mình đắm nhiễm thì nó thành trần. Ví dụ các thầy tu đi, các thầy ăn chay, bây giờ các thầy có đi ngang bao nhiêu cái tiệm bán thức ăn mặn bình thường, thấy nó là thấy nó, không đắm nhiễm gì hết, thì nó chỉ là cảnh thôi. Hỏi thầy biết tiệm đó tiệm gì không? Biết. Tiệm pizza, tiệm bán burger vân vân, nhưng không có khởi tâm. Còn mình có ăn, có thích, cho nên hay ghé vô đây thử coi ngon không. Thì khi mình ghé vô mình ăn thử, mình thích đó, thì cái mình đắm, thì cái đắm gọi là trần. Cho nên mà nhiều khi mình đi bao nhiêu người mình gặp, mình đâu có để ý thương gì đâu, phải không? Thì những người đó mình có thấy không? Thấy, nhưng mà không có để ý thì gọi là cảnh thôi. Tự nhiên trong số người đó mình có để ý, bắt đầu mình có chuyện, phải không? Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ có một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Cho nên điều thứ hai là chúng ta phải nhận diện những nhân duyên chúng ta hội ngộ nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tâm trí đó, thì chúng ta sẽ hội ngộ nhau và dẫn nhau đi trọn con đường. Cũng giống như ngày nay chúng ta gặp nhau, là chồng, là vợ, là mẹ, là con, là đạo hữu, là bạn hữu với nhau, là thầy, là trò, dẫn dắt nhau đi đến cái lộ trình hết cái con đường đi Tây Thiên. Điều thứ ba, Ngài Huyền Trang có mà có thể các đệ tử của Ngài chưa đủ, nhất là Huyền Đức là Tôn Ngộ Không, đó là cái nhân đức của Ngài. Quý vị thấy bao nhiêu lần Ngộ Không bỏ thầy đi, nhớ không? Nhiều khi ông đánh chết yêu tinh, thầy phạt ổng, ổng tức, ổng bỏ thầy ổng đi, nhớ không? Nhưng mà thầy có bỏ ổng không? Không. Đó là cái nhân đức. Đời sống của chúng ta ai phải không phải là mình dẹp. Thành thử rốt cuộc mình nắm trong tay nhiều, mình dẹp rưới còn một. Cái vấn đề chúng ta là cho nên Ngài Huyền Trang được một cái mà đệ tử dù có tài cán như Ngộ Không cũng không có, đó là cái nhân đức của Ngài. Và chính cái nhân đức đó đã làm cho một người đệ tử dù nóng nảy, dù bồng bột, dù thần thông, nhưng Ngộ Không cũng vẫn phải theo Ngài đến hết cuộc đời. Ở đây có ai nhớ có một hôm Ngộ Không bỏ thầy đi, chạy về tới núi Hoa Quả. Và trong một buổi chiều, Ngộ Không đã nhớ lại cái hình ảnh thầy mình ngồi may áo cho mình và tặng cho mình một chiếc áo. Có ai nhớ cái chỗ đó không? Không nhớ về coi lại. Nhưng mà cái hình ảnh đó để biểu tượng cho cái gì? Đó là tình của người thầy đối với người trò, của người cha đối với con, của người mẹ đối với con, của người bạn đối với nhau.
quý vị nên làm như vậy. Cha đi đâu thấy cái gì đẹp mua cho con, đừng nghĩ rằng chuyện đó của mẹ nó, mẹ nó làm 1000 lần rồi, mà suốt cuộc đời mình làm cha mình chưa được làm 1 lần thì hình ảnh đâu đó ở trong đầu nó. Cho nên mình phải cho đứa con mình một hình ảnh của một người cha, đó là mình nấu ăn cho con, mua áo cho con, thậm chí mình giặt quần giặt áo cho con, những gì mình có thể làm cho con, không phải mình lấy điểm với con, nhưng mà tình thương của mình cho con. Cuộc đời này có đáp, có đối mới có đáp. Mình có đối với con như vậy thì nó mới đáp lại, là nó nhận ra những cái tình thương đó. Tình thương là biểu lộ cho mắt diện biểu lộ. Mẹ thương con, nó đi về tới cửa là vuốt ve nó, dù nó 30 tuổi cũng ngắt nhéo hung hít. Còn cha thì không biểu lộ được, cũng không sao. Nhưng mà nếu mình biểu lộ, nó sẽ đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Và xin thưa đại chúng, mình phải sống như thế nào để khi mình nằm xuống, chưa chết, nằm bệnh thôi, nhưng mà con mình nó vẫn có cái hình ảnh đẹp của cha, của mẹ. Mình để tiền lại cho con, chưa chắc nó giữ được. Nhưng hình ảnh đó mình để lại không tốn tiền, không tốn công sức gì hết, mà nó ở mãi trong trái tim của con mình. Và mình làm cái điều đó cho tất cả những người thân của mình, chứ không phải chỉ có cha làm cho con, thậm chí con làm ngược lại cho cha, chồng làm cho vợ, vợ làm cho chồng, chị làm cho em. Cái nhân đức ở cái chỗ là chúng ta nuôi dưỡng nhau, không phải ở vật chất, mà chúng ta còn nuôi dưỡng nhau ở những kỷ niệm đẹp. Tại sao gọi là kỷ niệm? Niệm là nhớ, kỷ là cũ. Kỷ niệm là những cái nhớ về trước. Ví dụ bây giờ 10 năm trước quý vị gặp ông Hồng Viên, quý vị tặng cho một sông chuỗi đi, thì ngay cái bữa tặng đó quý vị chỉ nói giữ để kỷ niệm thôi. Nhưng bây giờ nó không thành kỷ niệm. 10 năm sau nhìn cái sông chuỗi này, món quà này kỷ niệm. Kỷ là cũ, cho nên mình nhớ nghĩ những cái cũ, cho nên mình mới tặng quà cho nhau để giữ cái kỷ niệm của nhau. Tại vì có thể mai mốt già nhìn nó ra. Và thậm chí có thể người kia làm những cái điều mình, bây giờ mình đau khổ quá chừng, mình không thương hỏi nổi nữa, nhưng mà nhờ những hình ảnh cũ về trước, thương lại được. Có một nhà thơ làm một bài thơ như thế này: hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, nhớ chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng đầu cành, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, có những hình ảnh trăng sao bầu trời thật đẹp trong lòng mình. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, đừng nghĩ rằng đợi khi nào thấy trăng mới gọi là trăng, vì để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Ra đứng ngoài trời, nhìn lên trời, nhưng bóng trăng đẹp vẫn trên đó, tại nó ở trong này của mình. Cái câu thơ đó là để cũng giống như mình vậy đó. Đừng đợi người đó làm cái gì đẹp cho mình mới nhận đẹp. Những cái đẹp trước đó của họ nhớ thu nhận, dễ thương, để mình có thể thương được. Có những cái kỷ niệm nó không phải ở vật chất nữa, mà nó kỷ niệm ở trong này. Cho nên trên đường đi á, Ngài Huyền Trang đã đối xử với tất cả mọi người. Quý vị thấy hệ yêu quái mà xuất hiện là ai đọc? Ngộ không à. Nhưng mà Ngài Huyền Trang có cái đặc biệt là yêu quái Ngài vẫn chào. Tại vì Ngài đâu có biết đâu, phải không? Một con người đơn thuần. Nhưng mà cũng có nghĩa, mà quý vị có thấy cho dù những yêu quái xuất hiện, Ngài Huyền Trang có bao giờ nói những lời thô với họ không? Không. Vẫn một mực
Thậm chí có đặng yêu quái hãy thả tôi ra. Chứ không có quỷ quái như mình bây giờ. Người ta con người mà gặp nhau kêu quỷ cái không? Ngày Quyền Trang gặp quỷ mà còn không kêu quỷ, còn mình gặp người ta mà cứ kêu quỷ không? Cái con quỷ đó, cái thằng quỷ đó, cái con yêu đó. Cái cuối cùng các bạn muốn chia sẻ với đại chúng, trong lộ trình đi thỉnh kinh, trong đời sống hàng ngày của mình đó, cái sự giao tiếp, cái sự liên hệ với nhau, qua lại với nhau nó quan trọng. Tại vì người Việt Nam mình cũng vậy á, bà con xa không bằng lối xóm ở gần. Khi tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm. Tại vì bà con xa những lúc mình cần họ đâu có tới với mình được, nhưng mà nhờ người hàng xóm. Pháp Hòa biết rất nhiều gia đình. Có một bà cụ Pháp Hòa quen, con cái đi làm ở trên, bà ở nhà bà bắt cái nồi canh lên, bà hâm cái xong bà đi ra ngoài cửa, bà phơi cái khăn cái cửa nó sập lại, cái khóa cửa đi. Khóa cửa cái bà mới nhớ là ở trong nhà bà có cái nồi bà đang nấu, mà bây giờ không có phone để gọi, bà không biết tiếng Anh. Bà mới chạy qua nhà hàng xóm bà đập cửa. Và bà không nói gì hết, bà dẫn tay cái người hàng xóm đi thẳng vô trong bếp. Bà mở tủ cái người hàng xóm ra lấy một cái nồi không, bà đặt lên trên cái bếp. Và bà diễn tả mình. Hàng xóm biết lửa cháy, phong dùng cho người con trở về để mở cửa tắt bếp. Có phải là tối lửa tắt đèn nhờ lửa sớm? Nhưng mà rồi mới đây nữa, có một gia đình nọ, hai bà già ở nhà với nhau, bà kia té mất tại chỗ, bà con cái không có ai nhà hết, không biết làm sao, chạy đập cửa nhà hàng xóm, kéo hàng xóm qua chị. Nhờ vậy hàng xóm mới kêu 911, tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm. Cho nên cái quan hệ đời sống của chúng ta, chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi không cần ai hết. Tại mình nói lúc mình khỏe đó, cái lúc nhất là cái lúc mình giận đó, cái câu đó thường nghe lắm. Nhưng mà tới hồi mà ta đi thiệt rồi đó, bắt đầu mình kéo cửa là mình nói đừng bò em một người. Trời lạnh lắm. Đó mình hết rồi. Bằng chứng là quý vị thấy trên đường đi, khi mà nghĩa là thần thông quảng đại như là ngộ không. Nhưng mà cũng có những cái nạn ngộ không đâu có giải quyết được. Ngộ không phải đi nhờ ai? Nhờ tiên cõi này, nhờ thánh cõi khác. Cũng cái tội khoe khoang mà ông thầy kia ông sanh lòng tham mà lập mưu với đệ tử đốt cái phòng của ngài Huyền Trang để chiếm cái y đó, nhớ không? Rồi cuối cùng phải chạy lên tận trên trời mượn cái lòng bàn ập xuống cái phòng của ngài Huyền Trang đó. Rồi bao nhiêu lần mà Quan Âm có mặt, thậm chí đi cầu cứu luôn cả những kẻ thù của Huyền Không, của Ngộ Không. Tại vì cái lúc mà ông làm tề thiên đại thánh, ông nhức lòng rất nhiều thần thánh. Vậy mà cuối cùng phải chạy tới những người mít lòng với ổng để mà cầu cứu ta. Vậy không phải là biểu tượng của sự cầu cứu với nhau sao? Lâu lâu Pháp Hòa cứ bỏ xẻ chuyện này chuyện kia trong Tây Du Ký, đem nó lại trong đời sống của chúng ta. Cách đây 2 tuần Pháp Hòa giảng một bài khác ở tại Montreal của Canada, cũng trong nội dung của Tây Du Ký. Hôm nay Pháp Hòa nói một chuyện khác nhiều lắm, mà chích một vài việc để nói chị. Thứ nhất, niềm tin.
Thứ hai là sự nhân duyên hội ngộ của nhau trong cuộc đời. Thứ ba là lòng nhân đức. Chúng ta sống, chúng ta phải có lòng bao dung, lòng độ lượng. Chỉ có tấm lòng bao dung độ lượng mới ôm ấp được tất cả mọi người. Tại vì trên đời này không có ai mà hoàn hảo hết. Ngay cả con cái của mình, chúng ta phải mở lòng ra. Chúng ta phải mở lòng để nhìn những cái đẹp của con mình. Thí dụ nó đi học về, nó chào mình, hai ba, chào ba, mình cũng phải mở lời, à, con mới về, để cho nó cảm nhận rằng mình chào ba mà ba có mặt cho tiếng chào của mình. Mẹ con muốn ăn cơm, à, để mẹ đi vô bếp, mẹ con có gì cho con ăn không? Mệt quá ăn hoài à. Rồi thì mai mốt nó không cho mẹ mệt nữa đâu. Nó đi học về nó sẽ kiếm chỗ nó đi để mẹ khỏi mệt. Chỉ vậy, mình luôn luôn là mình cứ đợi sự việc nó rồi mình mới hối hận, mình mới thấy sai, mình mới chịu sửa. Thì có những lúc nó hơi trễ. Mà trong khi đó những cái kinh nghiệm của quá nhiều người trước đã cho mình, sao mình không lấy những cái đó làm bài học, mà phải để cái việc nó xảy ra với chính mình rồi mình mới rút kinh nghiệm. Có những sự việc nó đã xảy ra ở bao nhiêu gia đình mà dư để chúng ta tìm những cái bài học đó, đâu cần phải đợi nó xảy ra ở nơi mình rồi mới tìm, mới đặt một cái câu chuyện như vậy. Cho nên nhiều khi con cái của mình nó không phải nó tệ đâu, nhưng tại vì mình chưa tưới tầm, khai thác, chấp nhận những cái khía cạnh khác của nó. Mình cứ lấy cái nhãn, cái nhận thức của mình, cái áp đặt của mình đặt về cái hướng này và không thấy cái hướng khác của nó. Vì vậy mà chúng ta có những sự hiểu lầm trong gia đình giữa cha với mẹ. Đôi khi các em rất là tội. Pháp Hòa làm việc với các em nhiều rồi biết. Rồi người lớn mình sống bằng một cái văn hóa lâu năm của mình, cha mẹ mình dạy mình như vậy, rồi mình muốn con cái mình nó phải như vậy, mà trong khi đó mình quên rằng nó là ai, nó ở thời đại nào, nó môi trường nào, rất nhiều yếu tố để nó không phải là như mình ngày xưa nữa. Xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi một cái trái mướp mà trồng gần cây khổ hoa mà trái mướp còn lấy cái đắng mà. Huống chi mà một con người mà ở môi trường mà không ảnh hưởng. Vì vậy cho nên những cái đó là những cái để chúng ta nhìn lại. Và nhìn lại đạo Phật gọi là gì? Là quán. Mà quán để làm gì? Quán để thấu đáo. Quán là nhìn sâu để thấu đáo, để tìm ra được cái chân lý sống. Và đó chính là mục đích của đạo Phật.